Mới đây, một xe đầu kéo mới đây đã đánh rơi cặp bánh xe khi đang chạy trên đường khiến nhiều phương tiện khác tai nạn và hư hỏng. Xe đầu kéo còn thường được gọi với tên thông dụng là xe container. Đây là phương tiện cơ giới đường bộ được móc nối với thùng hàng, rơ móc chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn, có khả năng chở hàng hóa khối lượng lên đến hàng trăm tấn. Thế nên khi nó tham gia giao thông thì mức độ nguy hiểm nó cũng tăng lên, nên khi tham gia giao thông mọi người nên chú ý và tránh xa những chiếc xe này để đảm bảo an toàn cho mình.